Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 14. Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. Ai đi theo sự ngay thẳng kính sợ Đức Giê-hô-va, còn ai ăn ở tà vại khinh bỉ Ngài. Trong miệng kẻ ngu dại có cây roi đánh phạt sự kiêu ngạo nó, song môi người khôn ngoan giữ lấy người. Đâu không có bò, đó máng cỏ trống không, nhưng nhiều hoa lợi do nơi sức bò đực mà ra. Người chứng trung thành không hề nói dối, còn kẻ làm chứng gian buông lời dối trá. Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan mà không gặp, song sự tri thức lấy làm dễ cho người thông sáng. Hãy gian xa khỏi mặt kẻ ngu muội, con sẽ chẳng tìm được môi khôn ngoan nơi nó. Sự trí huệ của người khôn khéo ấy là hiểu rõ đường lối mình, nhưng sự điên cuồng của kẻ ngu muội là sự phỉnh gạt. Kẻ ngu dại bỉ báng tội lỗi, nhưng người ngay thẳng có được ơn của Đức Chúa Trời. Lòng nhìn biết sự cay đắng của lòng, một người ngoại không chia vui với nó được. Nhà kẻ gian ác sẽ bị đánh đổ, song trại người ngay thẳng sẽ được hưng thịnh. Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Dầu trong lúc cười cợt, lòng vẫn buồn thảm, và cuối cùng sự vui ấy là điều sầu não. Lòng kẻ nào lìa xa Đức Chúa Trời sẽ được no nê sự kết quả của mình, còn người lành nhờ chính mình mà được thỏa nguyện. Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời, nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình. Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác, song kẻ ngu muội ở sất sược và có lòng cậy mình. Người nóng nảy làm điên làm dại, và kẻ toan mưu ác bị ghét. Kẻ ngu muội được sự điên dại làm cơ nghiệp, song người khôn ngoan được đội mão triều thiên bằng tri thức. Người ác phục trước mặt người thiện, và kẻ dữ cúi lại ở ngoài cửa người công bình. Người nghèo khó dầu láng giềng cũng ghét bỏ, nhưng bằng hữu của người giàu thì nhiều thay. Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội, còn ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay. Kẻ toan mưu ác há chẳng lầm lạc sao, còn nhân từ và chân thật thuộc về người toan mưu thiện. Trong các thứ công việc đều có ích lợi, nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn. Giàu có là mão triều thiên cho người khôn ngoan, còn điên cuồng của kẻ ngây dại chỉ là điên cuồng. Kẻ làm chứng chân thật giải cứu linh hồn người ta, song kẻ nào nói dối gây sự phỉnh gạt. Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc, và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết. Dân sự đông đảo ấy là sự vinh hiển của vua, còn dân sự ít ấy khiến cho quan tướng bị bại. Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn, nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng. Lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể, còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt. Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục đấng tạo hóa mình, còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài. Kẻ ác bị đánh đổ trong sự gian ác mình, nhưng kẻ công bình vẫn có nơi nương cậy dầu trong khi chết. Sự khôn ngoan
ở tại lòng người thông sáng, còn điều ở trong lòng kẻ ngu muội được lộ ra. Sự công bình làm cho nước cao trọng, song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc. Vua làm ơn cho tôi tớ nào ăn ở khôn sáng, nhưng cơn thạnh nộ vua nổi nghịch cùng kẻ gây sự hổ thẹn. Chương 14. Tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn, và với ngài có 144,000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đờn cầm mà người đánh đờn gãi vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sanh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có 144,000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Tôi nhìn xem, thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão trì thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng, hãy quăng lưỡi liềm xuống và gạt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt. Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén. Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng, hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở trong thùng chảy ra. Huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là 1,600 dặm. Chương 15. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa. Những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó, đứng bên biển pha ly đó mà nâng đờn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca chiên con mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời,
đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sanh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Chương 13. Này, mắt ta đã thấy các điều đó, tai ta có nghe và hiểu đến. Điều gì các ngươi biết, ta cũng biết với. Ta chẳng kém hơn các ngươi đâu. Song, ta muốn thưa với đấng toàn năng, ước ao biện luận cùng Đức Chúa Trời. Còn các ngươi là kẻ đúc rèn lời dối trá, thảy đều là thầy thuốc không ra gì hết. Chớ chi các ngươi nín lặng, đó sẽ là sự khôn ngoan của các ngươi. Vậy, hãy nghe lời biện luận ta, khá chăm chỉ về lẽ đối nại của miệng ta. Có phải các ngươi dám nói lời bất công với Đức Chúa Trời chăng? Các ngươi há sẽ nói điều dối trá vì Ngài sao? Các ngươi há muốn tây vị Đức Chúa Trời và cãi lẽ cho Ngài sao? Nếu Ngài dò xét lòng các ngươi vừa ý điều đó sao? Các ngươi há muốn phỉnh gạt Ngài như phỉnh gạt loài người sao? Quả thật, Ngài sẽ trách phạt các ngươi nếu các ngươi lén tây vị Người. Chớ thì, sự oai nghi Ngài sẽ chẳng khiến các ngươi bối rối sao? Sự hoảng kinh Ngài há sẽ chẳng giáng trên các ngươi ư? Châm ngôn của các ngươi chỉ như châm ngôn tro bụi. Những thành lũy của các ngươi thật là thành lũy buồn đất. Vậy, hãy nín đi, khá lìa khỏi ta, để ta biện luận, mặc dầu xảy đến cho ta điều gì. Cớ sao ta lấy răng cắn thịt mình và liều sinh mạng mình? Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Nhưng ta sẽ binh vực tánh hạnh ta trước mặt Ngài. Chính điều đó sẽ là sự cứu rỗi ta, vì một kẻ vô đạo chẳng được đến trước mặt Chúa. Hãy nghe kỹ càng các lời ta. Lời trần cáo ta khá lọt vào tai các ngươi. Kìa, ta đã bày tỏ việc cáo tụng ta. Ta biết ta sẽ được xưng công bình. Có ai sẽ tranh luận với ta chăng? Ví bằng ta nín lặng, quả ta tắt hơi. Có hai điều cầu xin Chúa chớ làm cho tôi, thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt Chúa. Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi, và sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa. Đoạn hãy gọi tôi sẽ thưa lại, hoặc tôi nói thì Chúa sẽ trả lời cho tôi. Số gian ác và tội lỗi tôi bao nhiêu? Cầu Chúa cho tôi biết sự phạm luật và tội lỗi tôi. Nhân sao Chúa giấu mặt Chúa và cầm bằng tôi là kẻ cừu địch Chúa? Chúa há muốn khiến kinh hãi chiếc lá bị gió đưa đi và đuổi theo cọng rạ khô sao? Vì Chúa làm cho tôi bị điều cay đắng và khiến cho tôi gánh các tội ác phạm lúc thanh niên, đặt chân tôi trong xiềng tỏa, xét các đường lối tôi và ghi danh hạng chung quanh bước chân tôi. Còn tôi bị bể nát ra như vật mục, như một cái áo bị sâu cắn nát vậy. Chương 14. Loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sinh ra như cỏ hoa rồi bị phát, người chạy qua như bóng không ở lâu dài. Dầu vậy, Chúa còn để mắt trên người giường ấy và khiến tôi đến chịu Chúa xét đoán sao? Ai có thể từ sự ô uế mà lấy ra được điều thanh sạch? Chẳng một ai. Nếu các ngày của loài người đã định rồi, nếu số tháng người ở nơi Chúa
và Chúa đã định giới hạn cho người mà người không qua khỏi được, thì xin Chúa hãy xây mắt Ngài khỏi người, để người đặng yên nghỉ cho đến khi mãn ngày mình như kẻ làm mướn vậy. Vì cây cối dẫu bị đốn còn trông cậy sẽ còn mọc lên nữa, không thôi nứt chồi. Dẫu rễ nó già dưới đất, thân nó chết trong bụi cát, vừa có hơi nước nó sẽ mọc chồi và đâm nhành như một cây tơ. Nhưng loài người chết thì nằm tại đó, loài người tắt hơi thì đã đi đâu? Nước hồ chảy mất đi, sông cạn và khô. Cũng vậy, loài người nằm rồi không hề trỗi dậy, người chẳng hề thức dậy cho đến khi không còn các tầng trời, và chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh lại khỏi giấc ngủ mình. Ôi, chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm phủ, che khuất tôi cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi, định cho tôi một kỳ hẹn, đoạn nhớ lại tôi. Nếu loài người chết có được sống lại chăng? Trọn ngày giặc giã tôi đợi chờ, cho đến chừng tôi được buông thả. Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại, Chúa sẽ đói đến công việc của tay Chúa. Nhưng bây giờ, Chúa đếm các bước tôi, Chúa há chẳng xem xét các tội lỗi tôi sao? Các tội phạm tôi bị niêm trong một cái túi, và Chúa có thắt các sự gian ác tôi lại. Song núi lở tan thành ra bụi, và hòn đá bị nhắc dời khỏi chỗ nó. Nước làm mòn đá, luộc trôi bụi đất, cũng một thể ấy, Chúa hủy sự hy vọng của loài người. Chúa hãm đánh và thắng hơn loài người luôn, đoạn nó đi qua mất. Chúa đổi sắc mặt nó và đuổi nó đi. Các con trai người được tôn trọng, còn người nào biết đến? Chúng bị hạ xuống, nhưng người cũng chẳng để ý vào. Thịt người chỉ đau đớn vì một mình người, và linh hồn người chỉ buồn rầu vì chính mình người mà thôi. Chương 15. Elipha người Thê-man đáp rằng: Người khôn ngoan há đáp bằng lời tri thức hư không và phình bụng mình bằng gió đông sao? Người há có nên lấy lời vô ích mà chữa mình, dùng câu giảng luận vô dụng mà binh vực sao? Thật, ông hủy điều kính sợ Đức Chúa Trời, ngăn trở sự suy gẫm trước mặt Ngài. Vì sự gian ác ông dạy dỗ cho miệng mình nói, và ông chọn lưỡi của kẻ quỷ quyệt. Miệng ông định tội cho ông, chứ chẳng phải tôi, và môi ông làm chứng dối nghịch cùng ông. Có phải ông sinh ra đầu trước hết chăng? Há đã được dựng nên trước non núi sao? Chớ thì, ông có nghe điều bàn định trong ý nhiệm của Đức Chúa Trời sao? Há chỉ một mình ông được khôn ngoan ư? Ông biết chi mà chúng tôi chẳng biết? Ông thông hiểu gì mà chúng tôi lại không thông hiểu? Giữa vòng chúng tôi cũng có người tóc bạc, kẻ già cả, được tuổi cao tác lớn hơn cha của ông. Sự an ủi của Đức Chúa Trời và lời êm dịu nói cho ông nghe, há là điều nhỏ mọn cho ông sao? Nhưng sao lòng ông bức tức và mắt ông ngó chớp lách? Cớ gì mà tâm thần ông phản đối cùng Đức Chúa Trời, khiến những lời dường ấy ra khỏi miệng ông? Loài người là chi mà lại là thanh sạch? Kẻ do người nữ sinh ra là gì mà lại là công bình? Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các thánh đồ Ngài, đến độ các tầng trời cũng chẳng trong sạch trước mặt Ngài thay, phương chi một người gớm ghiếc và hư nát, kẻ hay uống gian ác như nước. Tôi sẽ dạy ông hãy nghe tôi. Tôi sẽ thuật cho ông điều tôi đã thấy, là điều kẻ khôn ngoan tỏ ra theo tổ phụ mình, không giấu giếm. Sứ đã được ban cho chúng mà thôi, không có người ngoại bang nào được vào giữa bọn họ. Trọn đời người hung ác bị đau đớn cực lòng, số ít năm để dành cho kẻ hà hiếp. Tiếng hoảng kinh vang nơi lỗ tai người, đang chừng lợi đặt, bẻ phá hoại sẽ xông vào người. Người tưởng không ra khỏi tâm tối được, và có gươm rình giết người đi. Người đi chỗ này qua nơi nọ để tìm bánh mà rằng, bánh tìm ở đâu? Người biết rằng ngày tăm tối đã sẵn bên mình. Sự gian nan buồn thảm làm cho người kinh hãi, xông áp vào người như một vua sẵn sàng chinh chiến. Vì người có giơ tay lên chống cự Đức Chúa Trời và cư xử cách kiêu ngạo với đấng toàn năng. Người núp dưới gu khiên, ngước thẳng cổ và xông đến Chúa. Vì người lấy sự phì béo che mặt mình,
làm cho hai hông mình ra mập mạp. Người đã ở những thành bị phá hoại, ở những nhà bỏ hoang gần trở nên đổ đống. Người sẽ không trở nên giàu, của cải người cũng sẽ chẳng bền lâu, và sản nghiệp người sẽ chẳng lan ra trên đất. Người sẽ chẳng được ra khỏi tối tăm, ngọn lửa làm khô héo chồi của người, và người sẽ bị hơi thở miệng Chúa đem đi mất. Người chớ nên cậy sự hư không mà bị lừa dối, vì sự hư không sẽ là phần thưởng của người. Sự này sẽ trọn vẹn trước nhật kỳ người chưa xảy đến, còn các nhành người sẽ chẳng xanh tươi. Người bỏ quây trái xanh mình như một cây nho, người làm rụng hoa mình như cây olive, vì dòng dõi kẻ vô đạo không sinh sản. Lửa sẽ tiêu diệt nhà trại kẻ ăn hối lộ. Họ thọ thai sự ác, bèn sinh ra điều hại tàn. Lòng họ sắm sẵn những chước gian. Chương 16. Gióp đáp rằng: Ta thường nghe nhiều lời giảng luận như vậy. Các ngươi hết thảy đều là kẻ an ủi bực bội. Các lời hư không này há chẳng hề hết sao? Điều thúc giục ngươi đáp lời là gì? Ta cũng dễ nói được như các ngươi nói. Nếu linh hồn các ngươi thế cho linh hồn ta, tất ta cũng sẽ kể thêm lời trách các ngươi và lắc đầu về các ngươi. Nhưng ta sẽ lấy miệng ta dục lòng các ngươi mạnh mẽ. Lời an ủi của môi ta sẽ giảm bớt nơi đau đớn các ngươi. Dẫu ta nói, đau đớn ta không được bớt, tuy ta nín lặng, nó lìa khỏi ta đâu. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời khiến ta mệt mỏi. Chúa đã tàn hại hết nhà của tôi. Chúa đã làm cho tôi đầy nhăn nhíu, ấy làm chứng đối nghịch cùng tôi. Sự ốm yếu tôi dấy nghịch cùng tôi, cáo kiện tôi tại ngay mặt tôi. Trong cơn thạnh nộ, người xé tôi và bắt bớ tôi. Người nghiến răng nghịch tôi, kẻ cừu địch tôi trừng ngó tôi. Chúng há miệng nghịch tôi, vả má tôi cách khinh thị. Chúng hiệp nhau hãm đánh tôi. Đức Chúa Trời đã phó tôi cho kẻ vô đạo, trao tôi vào tay kẻ gian ác. Tôi xưa bình tĩnh, Ngài bèn tàn hại tôi. Ngài có nắm cổ tôi và bể nát tôi, cũng đặt tôi làm tấm bia cho Ngài. Các mũi tên Ngài vây phủ tôi, Ngài bắn lưng hông tôi không thương tiếc, đổ mặt tôi xuống đất. Ngài làm cho tôi bị thương tích này trên thương tích kia, xông vào tôi như một kẻ mạnh bạo. Tôi đã may cái bao trên da tôi hạ mặt tôi xuống bụi đất. Mặt tôi sưng đỏ lên vì cớ khóc, bóng sự chết ở nơi mí mắt tôi. Mặc dầu tại trong tay tôi không có sự hung dữ, và lời cầu nguyện tôi vốn tinh sạch. Ôi đất, chớ lấp huyết ta, ước gì tiếng than kêu tôi không có chỗ ngưng lại. Chính giờ này, đấng chứng tôi ở trên trời và đấng bảo lãnh cho tôi ở tại nơi cao. Các bạn hữu tôi nhạo báng tôi, còn tôi hướng về Đức Chúa Trời mà khóc, để Ngài phân xử giữa loài người và Đức Chúa Trời, giữa con cái loài người và đồng loại nó. Vì ít số năm còn phải đến, rồi tôi sẽ đi con đường mà tôi chẳng hề trở lại. Chương 17. Hơi thở tôi bay đi, các ngày tôi hầu hết, mồ mả sẵn dành cho tôi. Kẻ cười nhạo vây chung quanh tôi, mắt tôi hằng nom sự sỉ nhục của chúng nó. Xin Chúa ban cho tôi một bằng cớ, hãy bảo lãnh tôi bên Chúa, vì ngoài Chúa ai sẽ bảo lãnh cho tôi? Vì Chúa khiến lòng chúng không thông sáng, nên Chúa sẽ không cất chúng cao lên. Người nào nộp bằng hữu mình cho bị cướp, mắt của con cái nó sẽ bị hao mòn. Nhưng Đức Chúa Trời có làm tôi trở nên tục ngữ của dân sự. Chúng khạc nhổ nơi mặt tôi, mắt tôi lư lờ vì buồn rầu. Tứ chi tôi thảy đều như một cái bóng. Các người ngay thẳng đều sẽ lấy làm lạ, còn người vô tội sẽ nổi giận cùng kẻ ác tệ. Song người công bình sẽ bền vững trong đường lối mình, và người có tay tinh sạch sẽ càng ngày càng được mạnh dạn. Nhưng hỡi các ngươi, hết thảy khá biện luận lại nữa, song ta không thấy trong các ngươi có ai khôn ngoan. Các ngày tôi đã qua, các mưu ý tôi,
tức các thiết ý của lòng tôi đã bị diệt. Chúng lấy đêm trở làm ngày. Trước sự tối tăm, chúng nói rằng ánh sáng hầu gần. Nếu tôi trông cậy âm phủ làm nhà tôi, nếu tôi đặt giường tôi tại nơi tối tăm, ví tôi đã nói với cái huyệt rằng ngươi là cha ta, với sâu bọ rằng các ngươi là mẹ và chị ta, vậy thì sự trông cậy tôi ở đâu? Sự trông cậy tôi, ai sẽ thấy nó được? Khi tôi được an nghỉ trong bụi đất, thì sự trông cậy sẽ đi xuống cửa âm phủ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.